mới sáng sớm đã phát hiện chị đẹp đứng múa lửa ngay một bên đèn bốn ngọn thành phố Long Xuyên rồi cả nhà ơi. Chị đẹp bệnh nặng rồi, kỳ này là bác sĩ bó tay luôn rồi. Đó hồi là thế nào là công an
chỗ này đã cấm đứng trên đó, tại vì nó rất là nguy hiểm, xe cộ nó tấp nập, thế là cũng bị xúc rồi. Vô chổng vô rồi vô khỏe chỉ luôn, không có cách nào hết trơn, tại vì chỉ không chịu mà đi chữa bệnh rồi làm sao bây giờ, có cách mình cũng không có khả năng nào mình đưa cho chị đi được hết trơn á, chỉ có gia đình chỉ thôi. Rồi cái thứ hai nữa, đưa chị vào bệnh viện là tiền dữ lắm chứ không phải là một tuần lễ là cả triệu bạc đó, rồi làm sao mà ai mà lo cho nổi được. Như vừa rồi á, là như là trường hợp của ca sĩ Ngọc Nghĩa ở Gạch Giá đó, là mấy chục triệu đó cả nhà, chứ đâu có ít đâu. Ca sĩ Ngọc Nghĩa về thì bây giờ thì mình thấy cũng tạm ổn, nhưng mà theo cái người mà bệnh như vậy á, không uống thuốc thường xuyên rồi một lúc rồi cũng sẽ quay trở lại à. Tại vì chị đẹp là phải là nếu mà đi là phải uống thuốc thường xuyên, chứ không uống thuốc rồi quay trở lại cũng vậy à. Mình đâu có ở gần gũi chị hoài được đâu mà phải nhắc nhở chị uống thuốc hàng ngày. Mấy ngày này nóng muốn xỉu vậy đó mà không tắm không gì hết đó. Tức là về là lọc bộ đồ dục ra thôi. Dạ chào Hương Thảo nha, chào Lê Tiền Thủy, chào Ngọc Phong nha. Đứng giờ đó đứng như chị Đại vậy đó, chống mạnh nè đó. Hú hồn chim én thì chết có tài hết phép đi rồi. Em có thời gian chứ, em có thời gian em gọi ở đây lâu, em coi thử tao hồi coi có bốc lịch lại xúc đi không, chứ em nói gọi ở đây hồi là bị xúc đi à. Có nhiều hôm cũng có mấy ông nó ngồi đó uống rượu đó, ngồi nói chuyện liêu liêu lao ngao mình lên hồi là bị mất tiêu. Gặp cái là nói hết vốn mà tôi hết vốn rồi. Bữa hổm là nói là chiếc xe tôi mắc nữa rồi, tôi nói mắc rồi đi bộ. Đó, đứng nói chuyện rồi, cười rồi. Hết phép. Thanh Liêm không dài không có qua luôn, nó mi chặt rồi. Cứ để cho chỉ vậy đi. Lúc này chỉ căng quá căng này đi tiếp cận gần cái lỡ mất công rồi không vui. Khán giả không hiểu rồi nói tại sao Thanh Liêm lại như vậy nữa với người bệnh đó. Cho nên thôi sau những cái lần trước thì bây giờ mình cũng rút kinh nghiệm nhiều lắm rồi, không có để cho khán giả buồn. Cho nên thì thôi lách chỉ vài ba hôm. Bệnh nặng nhưng mà bệnh nó không có chịu bệnh sợ gì đó, giờ muốn giúp mà chị bệnh cũng rất là khó. Thứ nhất là tài chính, là thứ hai là về xong đây không chịu uống thuốc rồi bệnh lại cũng vậy à, cũng công mọi người lắm. Còn nghĩa hàng ngày gì đó có con gái có mẹ đồ là lo cho thuốc men, còn bây giờ chị đẹp có đi chị bệnh về đây rồi cũng không có thuốc men liên tục đâu, rồi bệnh trở lại cũng vậy à. Đi lên coi. Cái này là nhà nước sẽ cho vô chạy yên tâm, nhưng mà sớm với muộn thôi. Nếu mà Thanh Liêm không coi thời gian là thế nào cũng vô à. Cứ mà đứng cái chân chỗ cái đèn bút ngọn này hoài là sớm muộn thì cũng phải đi vô trong trung tâm rồi à, chứ không đã lâu đâu. Đó, vậy đó. Nguy hiểm không? Xe cộ tấp nập luôn. Ở ngay cái dòng xe này là xe dữ lắm. Bây giờ cao điểm là xe còn khủng nữa.